Vietlingo. Welcome to Vietlingo. Let me show you how to use some sentences when you are at a train station. Tại ga xe lửa. So today, as usual, we will talk about some sentences you might hear and you might say when you are at a train station in Vietnam. I will be the passenger, hành khách. I will be the staff, nhân viên. First of all, some sentences that you may hear at the train station. 1. Chú ý, chuyến tàu lúc 7 giờ bị hoãn lại tới 9 giờ. Sao hoãn lâu vậy? Chú ý, chuyến tàu lúc 7 giờ bị hoãn lại tới 9 giờ. Trời ơi, sao hoãn lâu vậy? 2. Chuyến tàu kế tiếp sẽ đến tại ga số 6. Ga số 6 đi hướng nào? Chuyến tàu kế tiếp sẽ đến tại ga số 6. Ga số 6 đi hướng nào? Cảm ơn. Số 3. Anh cho em kiểm tra vé. Vé đây. Anh cho em kiểm tra vé. À. Vé đây. Cảm ơn anh. Số 4. Anh vui lòng giữ lại vé. Sẽ có người kiểm tra. Vé của anh đây. Ok, cảm ơn. Anh vui lòng giữ lại vé. Sẽ có người kiểm tra. Ok, cảm ơn. 5. Anh ơi, anh ngồi lộn toa rồi. Ủa, vậy hả? Tôi xin lỗi. Anh ơi, anh ngồi lộn toa rồi. Ủa, vậy hả? Tôi xin lỗi. Okay, so those are the sentences that you may hear when you are at the train station. And now I will show you some sentences you may say when you are at the train station. Number one. Một. Mua vé ở đâu em? Anh có thể mua vé ở quầy vé trước cổng. Em, mua vé ở đâu em? Anh có thể mua vé ở quầy vé trước cổng. Ừ. Hai, anh muốn mua vé khứ hồi. Dạ, anh cho em xin thông tin. Anh muốn mua vé khứ hồi. Dạ, anh cho em xin thông tin. Ừ. Ba, bao nhiêu tiền một vé? 300.000 đồng. Bao nhiêu tiền một vé vậy? 300.000 đồng. 4. Quầy thông tin ở đâu? Quầy thông tin ở trước cổng. Em, quầy thông tin ở đâu vậy? Quầy thông tin ở trước cổng. 5. Đây có phải tàu tới Bình Thuận không? Dạ, không phải. Đây có phải tàu tới Bình Thuận không? Dạ, không phải. So those are some sentences you may say when you're at the train station, and also that's the end of the video. If you want to learn more about our online courses, check on the description. If you want to receive free coupons and discount for our online courses, fill in your email in the form below. If you find this video useful, like and share. And if you want to watch more videos like this in the future, click on the subscribe button, and we will see you next time. Ciao, bye!